mình đánh yên minh, mình đánh mỗi con Garen này, chả đánh con mẹ gì khác. Mới đánh con xin dao à, giống con Triệu Vân trong Liên Quân này, đúng không? Chết bắt. Ui dài ơi, còn cái nịt thì anh em nó quay lại, mình cũng quay lại húp húp luôn, húp húp chứ. Dạ, húp. Tí ạ. Ui dài ơi. Bình rung rồi. Ui dài ơi, bột bắn. Ê, bỏ bắn nát nhà nó. Vâng, nát, nát hai mình. Nhưng mà nát, nát mình. Địt con mẹ hai thằng óc. Cái địt con mẹ à mày óc đi. Thua rồi, trận này thua rồi. Thì chốc kiểm nên kiểm tra cái điều hòa cái là tắt áp này nhé. Cái điều hòa thế là tắt áp mở áp chứ không có điều khiển được cái đâu. À vâng, cái đấy em tắt áp mà. Trên đây em tắt áp vừa em xuống. Điều hòa dưới nhà kia sửa rồi mà nó vẫn thế nhỉ anh nhỉ? Không được nhỉ? Vẫn không được anh ạ. Không được. Vâng. Cậu gọi lại. Có cái nào mà có ăn được không? Có ăn được không? Có ăn được không? Ừ. Ui, thưa thằng này hồi máu nhiều ơi. Máu nhiều quá. Một mình nó cân cả tem. Ui giời. Bắn như gãy ngứa đi. Hay.